thưa quý khán giả, triển lãm mỹ thuật đồng bằng sông Cửu Long là một chương trình được tổ chức thường niên. Hoạt động này nhằm cổ vũ tinh thần lao động sáng tạo, thúc đẩy phong trào mỹ thuật đồng bằng sông Cửu Long phát triển, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh để các tác giả có dịp học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, quảng bá rộng rãi tác phẩm của mình. Và từ đấy cũng góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Năm nay, triển lãm mỹ thuật đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 20 được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu. Nhân sự kiện này, phóng viên chương trình đã có buổi trò chuyện với ông Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam về diện mạo của mỹ thuật đồng bằng và tỉnh Vĩnh Long. Sau cùng, câu chuyện văn hóa văn nghệ sẽ giới thiệu đôi nét về sự phát triển của phân hội mỹ thuật Vĩnh Long những năm gần đây. Trước hết, kính mời quý khán giả cùng đến với một vài hình ảnh của triển lãm mỹ thuật đồng bằng sông Cửu Long năm 2015 tại Bạc Liêu. Triển lãm mỹ thuật đồng bằng sông Cửu Long hàng năm do Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với các hội văn học nghệ thuật các tỉnh thành cùng tổ chức, không chỉ nhằm chào mừng các ngày lễ lớn mà còn là dịp đưa mỹ thuật đến gần hơn với công chúng, thúc đẩy hoạt động sáng tác của các tác giả đồng bằng. Triển lãm mỹ thuật đồng bằng sông Cửu Long lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1996. Thời kỳ đó, hoạt động này chỉ dành cho các hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Những năm gần đây, đối tượng tham gia triển lãm đã được mở rộng đến hội viên Hội văn học nghệ thuật địa phương và cả các tác giả không chuyên. Cùng với sự phát triển đó, số lượng tác giả và tác phẩm ngày càng được nâng cao. Với hơn 420 tác phẩm của 209 tác giả thuộc 13 tỉnh thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, triển lãm mỹ thuật Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015 có số lượng tác phẩm cao nhất và được đánh giá là chất lượng nhất từ trước đến nay. Hội đồng nghệ thuật đã chọn được 233 tác phẩm để trưng bày, trong đó có hơn 75 tác phẩm của 52 hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, gần 260 tác phẩm của hơn 150 tác giả là hội viên các hội văn học nghệ thuật địa phương. Đây là ngày hội để các tác giả gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, cùng mang đến những tác phẩm nghệ thuật thể hiện cảm xúc thẩm mỹ và tình cảm của bản thân đối với cuộc sống và thiên nhiên, con người sông nước miền Tây. Hội đồng nghệ thuật đã trao tặng 8 giải thưởng cho những tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, 11 giải thưởng cho các tác phẩm của các hội viên Hội văn học nghệ thuật các tỉnh thành và những tác giả chưa trở thành hội viên, xét chọn giới thiệu 15 tác phẩm dự giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Đồng thời cũng xét nghiệm thu, hỗ trợ sáng tác cho 7 tác phẩm có chất lượng sáng tác tốt với các chủ đề về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đề tài văn học nghệ thuật và đề tài thanh thiếu niên nhi đồng. Các tác phẩm tại triển lãm đã thể hiện sâu sắc tình yêu quê hương đất nước, thể hiện tài năng, tâm huyết, sự tìm tòi sáng tạo của các tác giả, phản ánh đời sống kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, hình tượng đất và người đồng bằng trong thời kỳ mới. Một số tác phẩm đã tạo được thế mạnh riêng so với các khu vực khác trong cả nước. Lần này, ngoài 96 tác phẩm chất liệu sơn dầu là sự phát triển mạnh mẽ của các chất liệu khác mà những kỳ triển lãm trước còn khiêm tốn. Chẳng hạn có hơn 15 tác phẩm lụa, 10 tác phẩm sơn mài, hơn 30 tác phẩm khắc gỗ. Ngoài ra còn một số sáng tác khác như điêu khắc, tượng tròn, tranh cổ động, tranh bìa sách, bột màu, acrylic, tổng hợp, vân vân. Chính sự phong phú trong chất liệu đã làm cho triển lãm năm nay thêm phần sắc màu và sinh động. Với niềm đam mê và sự sáng tạo, các tác giả khắc họa hình ảnh con người và phong cảnh đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn gian lao kháng chiến đến 40 năm dựng xây Tổ quốc, vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc sống đang từng ngày đổi mới đi lên, bức tranh lao động của những người nông dân cần cù chịu thương chịu khó, đời sống văn hóa tinh thần của người dân miền Tây sông nước. Tác giả mỗi tỉnh còn tập trung khai thác những thế mạnh đặc trưng của quê hương mình, ví dụ như nhà máy điện gió, nhà hát Nón Lá của Bạc Liêu, những cô gái Chăm, rừng cọ của An Giang, rừng U Minh của Cà Mau, vân vân. Đặc biệt, triển lãm đã dành riêng một không gian trưng bày các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy vậy, có thể nhận thấy,
Triển lãm mỹ thuật Đồng bằng sông Cửu Long năm nay đã trưng bày các tác phẩm thuộc các chuyên ngành hội họa, đồ họa, điêu khắc, nhưng lại gắn bóng những tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, một trong những loại hình nghệ thuật phục vụ trực tiếp đời sống và văn hóa của người dân. Trong triển lãm lần này, có 14 tác phẩm của 11 tác giả Vĩnh Long được chọn trưng bày. Và với tác phẩm kể chuyện, tác giả Nguyễn Thanh Hải đã đạt giải khuyến khích khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là lần thứ tư mình đã tham gia triển lãm đồng bằng khu vực, và chúng tôi đi tham quan thì thấy tay nghề của các anh chị em trong đội ngũ họa sĩ của đồng bằng phát triển theo từng năm. Nhất là năm nay thì tất cả những cái đề tài có ý nghĩa trong cuộc sống thì đều được đưa vào, được họa sĩ đưa vào tác phẩm của mình, mang tính thời sự rất là cao. Bên cạnh đó thì chuyên môn của các họa sĩ cũng được nâng cao dần qua từng năm. Mình học hỏi các họa sĩ trong cái cách mà bố cục về tất cả hình ảnh và cái cách đưa những cái đề tài thời sự vào để cho cuộc sống nó tốt đẹp hơn, thì mình thấy năm nay rất là chất lượng. Đến đây thì em thấy được các tác phẩm thể hiện đặc trưng của từng vùng miền, của từng tỉnh, cũng như là cái văn hóa, cái sinh hoạt của từng vùng miền khác nhau, thể hiện cũng cuộc sống của người lao động. Đây là thứ hai em đến với triển lãm Đồng bằng sông Cửu Long, và ở hai lần tham gia này thì em thấy học hỏi được rất là nhiều điều, cũng như là mở mang kiến thức của mình thêm từng vùng miền như thế nào, và thấy được cái sự phong phú về trong cách thể hiện, học được nhiều cái mới lạ hơn cho bản thân của mình. Kính thưa quý khán giả, để hiểu rõ hơn về sự phát triển của mỹ thuật đồng bằng nói chung, mỹ thuật Vĩnh Long nói riêng, phóng viên chương trình đã có cuộc trò chuyện với ông Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, trưởng ban tổ chức triển lãm mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 20. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Thưa ông có thể nhận xét đôi nét về các tác phẩm mỹ thuật của triển lãm mỹ thuật Đồng bằng sông Cửu Long năm nay như thế nào ạ? Triển lãm lần thứ 20 khu vực của Đồng bằng sông Cửu Long là một cái triển lãm mà nếu như ta gọi là vào tuổi 20 thì nó bắt đầu phải sung sức, mà thực sự là cái lực lượng ở đây trẻ, sung sức và đang phát triển. Khi ta nhìn lên cái buổi khai mạc và phát giải thưởng, ta thấy là hầu hết các nghệ sĩ trẻ lên nhận giải. Điều đó là đáng mừng. Đồng bằng sông Cửu Long thì phát triển nhiều, rộng, nhưng mà phần lớn anh em họa sĩ hội họa sáng tác rất nhiều chất liệu, chẳng hạn sơn dầu, rồi gần đây thì bắt đầu mới quan tâm đến sơn mài, rồi quan tâm đến lụa, tranh lụa, rồi là acrylic và chất liệu tổng hợp. Riêng tranh khắc và về đồ họa thì chúng tôi đánh giá rất cao cái kết quả sáng tác tranh khắc đồ họa của tranh khắc gỗ của khu vực đồng bằng, có thể nói là một trong những khu vực có tranh khắc gỗ tốt nhất, nhiều nhất và có chất lượng nhất. Nhưng các cái loại hình khác, các loại chất liệu khác thì chúng ta cũng nên tìm. Tác giả Đồng Sầu Long là vào phòng tranh biết ngay là khu vực đồng bằng, tức là tác giả đã khai thác những cái sinh hoạt, những cái hoạt động văn hóa, kinh tế, rồi bảo vệ tổ quốc của vùng đồng bằng. Đấy là một cái thế mạnh. Tuy nhiên là hiện nay đã bắt đầu có một số tác phẩm là nhàm, mình phải tìm lại cái bố cục, cái phong cách làm sao để người ta thấy mới. Cho nên tôi cũng rất muốn là vẫn bám sát cái đề tài đời sống của nhân dân đồng bằng Cửu Long nó rõ nét, nhưng lại phải tìm cái bố cục khác đi, tìm những cái tứ khác đi, để cái tranh của mình nó không cảm giác là hình như đã xem được ở đâu đó. Thì cái đó là cái mà chúng ta cần phải rút kinh nghiệm. Thưa ông, so với toàn quốc thì mỹ thuật đồng bằng sông Cửu Long có gì đặc biệt, có gì nổi bật ạ? Trước khi có cái triển lãm mỹ thuật khu vực do Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Văn nghệ tổ chức ấy, thì đã có cái triển lãm mỹ thuật khu vực rồi, do đồng bằng tự tổ chức, đồng bằng tự trao giải. Thế sau khi có cái phối hợp hai nơi thì kết hợp hai triển lãm làm một, và có cái hệ thống giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam và có hệ thống giải thưởng của các hội văn học nghệ thuật của tỉnh. Thì tôi đấy là đánh giá rất cao cái sự nỗ lực của các đồng chí các hội văn học nghệ thuật và anh em họa sĩ là đi trước cả cái việc triển lãm mỹ thuật khu vực của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Phải nói là đồng bằng sông Cửu Long so với cái mỹ thuật của cả nước ấy, thì là một những là khu vực mà có cái mỹ thuật trẻ. Nó khác với Hà Nội, nó có từ đầu thế kỷ 20, hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh nó có từ đầu thế kỷ 20, rồi một số tỉnh dọc cái vùng duyên hải ấy, nó có phát triển.
thì chúng ta mỹ thuật đầu sao phải nhìn lại cái thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, thì bắt đầu mới có những cái đội ngũ đào tạo sơ cấp, rồi có một ít họa sĩ thì từ miền Bắc vào đào tạo để mà phục vụ ngay cho chiến trường. Thế sau giải phóng miền Nam thì cái đội ngũ ấy mới bắt đầu được đào tạo tại trường đại học mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung. Và bây giờ thì cái lực lượng mỹ thuật đồng bằng sông Cửu Long đã được bổ sung rất nhiều, đặc biệt là từ sau thời kỳ đổi mới. Một việc nữa đó là cái việc tổ chức các triển lãm, thì hiện nay là chúng tôi chỉ thấy có vài tỉnh ấy, là họ có cái khu triển lãm thì bày tương đối tốt, chẳng hạn như Vĩnh Long, Cà Mau hoặc là ở Bạc Liêu ở đây, nhưng còn nhiều tỉnh hiện nay gần như là không có chỗ bày, và cái đó làm hạn chế cái việc đăng cai của các tỉnh. Thì chúng tôi hy vọng rằng là trong thời gian tới chúng ta có sự quan tâm hơn đối với là các trung tâm văn hóa, rồi những cái chỗ để có thể bày tốt, thì để cái triển lãm mỹ thuật khu vực khi mình bày ra nó xứng tầm với cái dạng khu vực. Thưa ông, mỹ thuật của Vĩnh Long nằm ở vị trí nào trong triển lãm mỹ thuật đồng bằng sông Cửu Long năm nay, và ông có nhận xét gì về mỹ thuật tỉnh Vĩnh Long những năm vừa qua ạ? Trước hết phải nói là Vĩnh Long là một trong 2-3 tỉnh đã đăng cai triển lãm đến 3 lần, nhưng mà phải 7-8 năm nay là chưa đăng cai lại. Vĩnh Long thì có một cái điều kiện, đó là có cái nhà trưng bày rất là đẹp, cũng là vào loại đẹp, tuy nó cũ rồi nhưng mà nó cũng có cái không gian để bày rất là tốt, thì cái đó là cái thế mạnh. Thứ hai là Vĩnh Long có một thời hoạt động mỹ thuật cũng khá sôi nổi, có một số tác giả cũng được nhận được giải thưởng, chẳng hạn như cô Ánh Hồng cũng nhận được nhiều tranh lụa giải thưởng, hay là một vài tác giả nữa. Và cái lực lượng hội viên Vĩnh Long là so với đồng bằng là vào cái loại là chi hội có nhiều hội viên, nhưng mà chúng tôi cũng rất muốn là làm thế nào Vĩnh Long vẫn phải tiếp tục phát triển lực lượng, đặc biệt là anh em trẻ, anh em mới ra trường, đấy là một cái lực lượng mà bổ sung, nếu được quan tâm động viên thì họ sẽ rất là tốt. Thì tôi nghĩ rằng cần phải mở rộng hơn nữa, lôi kéo các họa sĩ không phải chỉ ở trong thành phố Vĩnh Long mà mở rộng ra các huyện, và để họ thu hút họ vào trong những cái công việc sáng tác thì sẽ mạnh hơn rất nhiều. Và tôi cũng rất mong Vĩnh Long là một thành phố bây giờ là rất là đẹp và đã từng có một thời kỳ phát triển mỹ thuật rất là mạnh, thì cố gắng bây giờ tiếp tục phát huy để ít nhất là cũng giữ được một cái mặt bằng mỹ thuật và đẩy cái mỹ thuật Vĩnh Long lên thành một cái trung tâm của mỹ thuật đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý khán giả, Phân hội Mỹ thuật Vĩnh Long là một trong những phân hội mỹ thuật đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long, tập hợp nhiều tác giả gắn bó với nghề và đam mê nghệ thuật. Câu chuyện Văn hóa văn nghệ hôm nay sẽ nhìn lại con đường đi lên của mỹ thuật Vĩnh Long cùng những yêu cầu đặt ra đối với các tác giả mỹ thuật Vĩnh Long trong cuộc sống hiện nay. Với ngôn ngữ thì nghệ thuật, trong đó có mỹ thuật, được xem là môi trường tốt để nuôi dưỡng tâm hồn và tư duy sáng tạo của con người. Lao động sáng tạo mỹ thuật là một trong những loại hình lao động cần rất nhiều sự đầu tư và đam mê tâm huyết. Muốn thành công, người nghệ sĩ phải trải qua một quá trình dày công khổ luyện, rút kết kinh nghiệm qua nhiều năm. Tập hợp, hỗ trợ và quan tâm các tác giả là một việc cần làm, nên làm. Và Phân hội Mỹ thuật Vĩnh Long trong thời gian qua đã làm tốt nhiệm vụ ấy. Phân hội Mỹ thuật Vĩnh Long thuộc Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Long hiện có 26 thành viên do họa sĩ Nguyễn Lưu làm phân hội trưởng, trong đó có 12 thành viên đã được kết nạp vào Hội Mỹ thuật Việt Nam. Đây là con số khá nổi bật so với các phân hội mỹ thuật khác trong khu vực. Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Vĩnh Long hiện nay do họa sĩ Tạ Thị Ánh Hồng đảm nhiệm. Đa số các hội viên trong phân hội đều đã có nhiều năm kinh nghiệm dạn dày cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Với môi trường sinh hoạt nhiều thuận lợi, được hỗ trợ nhiều mặt, các tác giả luôn xác định đúng đắn vai trò và trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, cổ vũ các hoạt động chính trị, cũng như làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Phân hội Mỹ thuật Vĩnh Long được thành lập vào năm 1983. Lúc bấy giờ, hai họa sĩ Lê Phúc và Vũ Ba giữ nhiệm vụ phân hội trưởng và phân hội phó, ủy viên là họa sĩ Hứa Văn Chiến. Đây là những họa sĩ đã trưởng thành qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tiếp theo, những tên tuổi cũng có mặt trong khoảng thời gian đầu thành lập hội, có thể kể đến các họa sĩ Trần Minh Thái, Tính Đức, Đặng Cang, Thế Đệ, Lâm Chiêu Đồng, v.v.
Đây là thời gian hoạt động sôi nổi của phân hội, các phong trào sáng tác rất được quan tâm. Đã có không ít tác phẩm hội họa liên tục tham gia nhiều cuộc triển lãm trong tỉnh, trong khu vực và trong cả nước, góp phần tạo được tiếng vang nhất định cho mỹ thuật Vĩnh Long. Mỗi người có một quan điểm sáng tác, một sở trường riêng, làm nên phong cách và tên tuổi bản thân. Họa sĩ Trần Minh Thái mạnh về tranh sơn dầu và chủ đề kháng chiến. Họa sĩ Đặng Cang với tranh lụa và chủ đề phong cảnh bình dị nhẹ nhàng. Họa sĩ Lâm Chiêu Đồng với tranh xé dáng chủ đề tĩnh vật. Hay họa sĩ Hứa Văn Chiến với nghệ thuật điêu khắc cùng chủ đề bộ đội, vân vân. Thế hệ tiếp theo cũng nhanh chóng khẳng định được thành công của họ. Nổi bật trong số này là các họa sĩ Ánh Hồng, Bửu Lộc, Nguyễn Lưu, vân vân. Từ thời điểm này, đã có nhiều tác giả đã được đưa đi học các chương trình đào tạo căn bản về kiến thức hội họa của Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Với năng khiếu và niềm đam mê sẵn có, cộng với tri thức được trau dồi, nâng cao, các tác giả đã có sự tiến bộ đáng kể. Tình yêu và lòng đam mê nghệ thuật, tinh thần lao động nghiêm túc của mỗi họa sĩ là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy phong trào sáng tác mỹ thuật Vĩnh Long phát triển. Các họa sĩ thế hệ gần đây nhất cũng là thế hệ các họa sĩ được đào tạo căn bản qua chương trình đại học tại Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tác giả Lương Trí Minh Nhật. Một số tác giả trẻ cùng thế hệ với anh như Kim Cương, Lan Anh, vân vân cũng là những người trưởng thành từ phong trào hội họa thiếu nhi tỉnh nhà đã được chăm bồi qua nhiều năm. Đào tạo thế hệ kế thừa thông qua những lớp học hội họa thiếu nhi là một điểm mạnh của mỹ thuật Vĩnh Long. Những lớp hội họa không chỉ nhằm đào tạo nhân tài mà còn góp phần khơi gợi tình cảm, giúp các em biết yêu cái đẹp, biết thể hiện và trân trọng cảm xúc của mình thông qua từng nét vẽ. Với việc tham gia vào những lớp học như thế này, những em có năng khiếu đã được phát hiện, bồi dưỡng, nhiều em đã có nhiều đóng góp cho hội họa tỉnh nhà. So với các phân hội thì cái phân hội mỹ thuật là cái phân hội có hội viên trung ương viên đông nhất, cũng sớm nhất ở trong các phân hội. Các họa sĩ cũng thường xuyên tập trung sáng tác vào cái dịp đi thực tế ở ngoài đảo, cũng như là chương trình của hội là đi thực tế ở nông thôn. Cái tình đoàn kết trong cái phân hội của mỹ thuật, phân hội và chi hội thì tôi thấy rằng cũng qua nhiều năm thì tôi thấy là cái phân hội này cũng rất là đoàn kết. Nói chung là cũng tạo điều kiện giúp đỡ một số các em mà nó còn mới và vào nghề thì nói chung là cũng được các anh tạo điều kiện để hỗ trợ trong quá trình sáng tác. Cụ thể, trong 5 năm gần đây, Phân hội Mỹ thuật Vĩnh Long đã gặt hái được một số thành công đáng kể. Các tác giả đã tham dự 9 cuộc triển lãm với gần 300 tác phẩm cùng với đề tài đa dạng và phong phú, phản ánh hiện thực cuộc sống đang thay đổi từng ngày, đã đạt 1 giải ba và 5 giải khuyến khích trong các cuộc thi mỹ thuật đồng bằng sông Cửu Long, 1 giải C và 5 giải tặng thưởng do Hội Mỹ thuật Việt Nam trao tặng. Bên cạnh đó, các tác giả cũng hăng hái tham gia các phong trào văn nghệ địa phương và đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi vận động sáng tác văn học nghệ thuật theo chủ đề như phòng chống HIV/AIDS, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vân vân. Tham gia cộng tác cho tạp chí văn nghệ Cửu Long với hơn 200 tranh và ký họa, gần 120 tranh minh họa và hơn 40 tranh thiếu nhi. Các tác giả đã gắn bó tâm huyết với nghề, luôn tìm tòi học hỏi trong quá trình sáng tác, phản ánh khái quát các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều tác giả luôn có tác phẩm sáng tạo đầy cảm hứng và đổi mới trong nhiều chất liệu, đề tài như tranh in mốt, tranh giải dụng, vân vân. Các thành viên của phân hội thường xuyên tham gia các đợt thực tế sáng tác do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức ở một số nơi trong và ngoài tỉnh như Đà Lạt, Cà Mau, Đồng Tháp, Trà Vinh, Phú Quốc, vân vân. Đã có nhiều sáng tác chất lượng ra đời từ những chuyến đi ấy, mang đậm hơi thở cuộc sống, bám sát tâm tư tình cảm người dân. Một điểm đáng ghi nhận của mỹ thuật Vĩnh Long chính là ở những thiết kế công trình phù điêu, tượng đài văn hóa lịch sử. Có thể kể đến tượng đài và phù điêu ở Ủy ban Nhân dân phường 3, bức tranh gốm ở công viên Mậu Thân của họa sĩ Trần Minh Thái, tượng đài chiến thắng ở sân bay Vĩnh Long, tượng đài chiến thắng quân khu 9, tượng đài chiến thắng ở nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Hồ của họa sĩ Hứa Văn Chiến.
hay công trình phù điêu ở Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long của họa sĩ Tạ Thị Ánh Hồng, vân vân. Bên cạnh đó, một số tác phẩm mỹ thuật được ứng dụng vào cuộc sống của các họa sĩ Vĩnh Long cũng có giá trị khá cao. Tuy nhiên, bên cạnh những tiến bộ đáng khích lệ, thì Phân hội Mỹ thuật Vĩnh Long vẫn còn một vài vấn đề cần phải cố gắng nỗ lực hơn. Anh em họa sĩ của Vĩnh Long vừa qua là đã đáp ứng được những cái đòi hỏi về cái mảng nghệ thuật tạo hình của tỉnh khi mà những cái nhiệm vụ chính trị của địa phương yêu cầu. Có thể nói rằng đánh giá tổng quát chung mà nói, mỹ thuật Vĩnh Long có cái bước gọi là thụt lùi, coi như là không đạt giải nhiều như những năm trước đây đối với khu vực. Nhưng mà tổng quan mà nói, cái sở dĩ mà nhận xét cái bước thụt lùi đó, thì trên cái bình diện tổng thể ta phải hiểu rằng là các cái tỉnh họ vươn lên rất là mạnh về cái mảng mỹ thuật. Họ đầu tư rất là nhiều. Rồi các cái nghệ sĩ của họ thì dần dần chuyển từ cái phong trào qua cái chuyên nghiệp. Có những anh là thạc sĩ mỹ thuật nữa mà, thạc sĩ mỹ thuật, rồi tiến sĩ mỹ thuật. Cái thứ hai nữa là họ đầu tư về cái chất liệu rất là công phu và là rất là đắt tiền. Mỹ thuật Vĩnh Long trước đây đó là một trong những nền mỹ thuật là mạnh nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Vì cách đây khoảng mười mấy năm đó là chỉ có mỹ thuật Vĩnh Long là lần đầu tiên là được lên thành phố Hồ Chí Minh triển lãm. Trên đó nguyên nhóm triển lãm nó rất là thành công, tranh bán được và tất cả các báo đều đưa tin về mỹ thuật Vĩnh Long triển lãm tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà sau đó mỹ thuật Vĩnh Long có bị khựng lại, nhưng mà về mặt hội văn học nghệ thuật á, ban lãnh đạo cũng thấy điều đó, đã cố gắng mời các thầy ở thành phố xuống tập huấn. Và sau những cái lần tập huấn đó thì các anh em là có cái sự gắn kết lại, cố gắng về mặt chuyên môn nhiều hơn. Từ đó cũng đạt được một số kết quả sau những cuộc triển lãm đồng bằng. Có những họa sĩ trẻ có những cái sáng tạo mới, nhất là cái lớp mà sau này đó, những họa sĩ trẻ đó đã tạo được một cái sự hưng phấn, cũng như những cái tìm tòi mới lạ ở trong chất liệu, cũng như là ở trong kỹ thuật. Thực tế cho thấy, hoạt động sáng tác của giới mỹ thuật vẫn còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí cũng như thời gian, cần một sự vượt lên chính mình. Nói như họa sĩ Trần Minh Thái hay họa sĩ Tín Đức, đó là các họa sĩ phải luôn tự đổi mới bản thân, tăng cường đi thực tế sáng tác hơn nữa, tham gia nhiều hoạt động hội trại giao lưu với đồng nghiệp trong và ngoài khu vực. Riêng phân hội cần phát triển và thu hút đội ngũ giáo viên, sinh viên mỹ thuật, mở nhiều lớp tập huấn ngắn hạn hay trung hạn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ tác giả, hướng đến một sự phát triển bền vững, vân vân. Vẫn còn nhiều việc phải làm là thế, song những gì đã đạt được trong thời gian qua cũng đã rất đáng quý và trân trọng. Vì thế, hy vọng mỹ thuật Vĩnh Long sẽ tiếp tục hoạt động sáng tạo, tiếp tục năng động hơn, khởi sắc hơn, góp phần vào việc phục vụ nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của người dân tỉnh nhà. Kính thưa quý khán giả, với sự chủ động sáng tạo trong tổ chức thực hiện các hoạt động của Phân hội Mỹ thuật Vĩnh Long, cùng với lòng đam mê, nhiệt huyết, tin rằng các tác giả tỉnh nhà sẽ nỗ lực phấn đấu, sáng tác nhiều tác phẩm xuất sắc, đạt nhiều giải thưởng cao của khu vực và toàn quốc, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của mỹ thuật đồng bằng sông Cửu Long. Đến đây thì chương trình kỳ này xin phép được khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.